trong cái như thế nào là mới có mới lại xét lại lịch sử. Thì bây giờ coi như đất nước mình thì vậy là cái xét lại lịch sử này, cái hiện tượng, cái vấn đề mà xét lại lịch sử nó không phải mới đây, mà nó có nay khoảng chừng 4-5 năm rồi, tức là nó khởi đầu bốn năm, nó khởi hành là 4-5 năm rồi là đã có xét lại lịch sử, thấy không? Yeah. Nhưng mà nó kéo dài là như là, nhưng mà cái điểm của nó đó, cái điểm mà nó xét lại lịch sử là cái điểm mà nó khởi đầu xét lại lịch sử là cái điểm nó ở đâu, tức là nó ở diện lịch sử của nhà nước. Thì bây giờ cái đối tượng mà xét lại lịch sử thì vậy là anh em mình đây là coi như phải nhìn thấy cái đối tượng xét lại lịch sử là nó gồm có những ai, nó gồm có những ai. Thế là cái đối tượng mà nó xét lại lịch sử thì trong đó nó gồm có giáo sư, tiến sĩ, những người mà coi như có học vị, học hàm, những người mà coi như là họ có một cái tư duy là coi như là hướng, cái xu hướng là coi như là cấp tiến rồi dân tuyến, cho nên thành ra là coi như mà những người đó là, thậm chí có những người là đại bộ phận là những người đảng viên cộng sản, họ có giai ghế đàng hoàng ở trong cái tổ chức của đảng. Cũng như Trần Đức Cường thì làm viện trưởng viện nghiên cứu lịch sử đảng, thấy không? Lịch sử đảng đó. Đấy, cho nên thành ra là coi như là rồi Vũ Minh Giang, rồi Nguyễn Mạnh Hà, rồi Nguyễn Nhã, nói chung là những người này là những người mà đều có những cái giai ghế ở trong cái chức phận ở trong cái cơ quan nhà nước, thì họ đã xét lại rồi, không phải mới đây, xét lại trước khi Phan Huy Lê, mà coi Phan Huy Lê còn sống, Phan Huy Lê đã khởi động cái vấn đề mà coi như là hạ bệ thần tượng anh hùng lực lượng chúng ta Liên Tám. Mà trước đó nữa thì Phan Huy Lê cũng có đề xuất với nhà nước mình có mấy cái theo cái quan điểm là xét lại. Cho nên thế thì như vậy là coi như không phải là coi như cái chuyện mà coi như một số một chiều. Cho nên thành ra bây giờ này là coi như là cái xét lại lịch sử ngày hôm nay nó càng ngày nó càng đi đến cái chỗ mà nó mở rộng ra đến các ban ngành, đến các đơn vị. Ví dụ như nó xét lại thì nó cũng mở rộng ra tới giáo dục, rồi nó mở rộng ra tới các cái học viện khác, như là học viện là coi như ngôn ngữ, xã hội học rồi này kia đó, thì vậy là nó cũng lan tỏa đến mấy chỗ đó rồi. Vì sao mà nó lan tỏa thì mình nói cái lan tỏa thì như vậy là vì là cái ảnh hưởng của những cái tập đoàn xét lại này nè, thì như vậy là cái quan điểm đó nó lan tỏa là ra tới các cái học viện, rồi các cái cơ quan như là bộ giáo dục rồi này kia, rồi thậm chí là ở ngay trong cái cơ quan báo chí nữa. Cơ quan báo chí thì nó có một số là coi như là phóng viên nhà báo hai mặt. Thì cái đó là coi như nó cũng liên kết với nhau trong vấn đề xét lại lịch sử. Cho nên nếu mà nói đến vấn đề xét lại lịch sử người ta, thì đây mình đó là coi như là mình phải có một cách nhìn để nói rõ, cho mình phải có một cái quan điểm để nhìn nhận là cái đối tượng mà xét lại lịch sử nó ở đâu. Nó ở đâu. Để rồi mình có một cách nhìn nữa là nó chính xác. Bởi vì là coi như là nếu mà cái xét lại lịch sử này ở đây là như vậy là nó làm cho cái nó đảo lộn là cái lịch sử của dân tộc, chính nghĩa của dân tộc. Ví dụ như giờ trong chống Mỹ cứu nước, cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước dưới sự lãnh đạo của đảng tiến hành là đảng ta lãnh đạo là toàn thể nhân dân ta tiến hành một cuộc cách mạng kháng chiến chống Mỹ cứu nước để giải phóng cho được miền Nam theo quan điểm nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, sông chân lý đó không bao giờ thay đổi. Những vậy là đó là quan điểm là rõ ràng, một cái triết lý mà coi như là không thể thay đổi được của Bác Hồ. Mà bây giờ thí dụ như giờ nó xét lại lịch sử thì nó bỏ một nó bỏ cái cụm từ Ngụy đi. Mà nó bỏ không thì Ngụy, từ Ngụy đi thì như vậy là nó mới quay trở lại là nó tôn vinh là cái chính quyền Việt Nam Cộng Hòa là một chính thể. Mà nếu chính
chính quyền Việt Nam Cộng Hòa nó là một chính thể, thì tất nhiên là những người là cách mạng của chúng ta là coi như là tiến hành cuộc kháng chiến là đánh cho Mỹ cút, đánh cho Mỹ nhào, thì như là chúng ta không phải, là tại vì chúng ta đi xâm lược, chúng ta quay trở lại là chúng ta xâm lược Việt Nam. Bởi vì cái tính chính nghĩa của nó, cái tính chính quyền của nó có đó, cái tính chính thể nó có bây giờ nó không được là được quay trở lại bỏ cái từ Mỹ quân Mỹ quyền, thì là mới công nhận cái chính thể của nó, mà công nhận chính thể của nó rồi mà ta tiến hành ta đánh nó để giải phóng Việt Nam, thì cái chuyện đó là coi là nó đảo ngược hoàn toàn rồi, thấy không? Cho nên đó là coi như khi mà thay đổi một cái tên đó, cái tên gọi đó, để củng cố cho một cái bản chất của nó, chính nghĩa của nó, thì tất nhiên là cái bản chất chính nghĩa của ta là coi như là bị mất. Cái bản chất chính nghĩa của lực lượng cách mạng của ta đó là bị mất. Bởi vì ta nói là miền Bắc á, nó nói miền Bắc là một chính quyền, là một chính phủ, miền Nam là một chính phủ. Bây giờ nếu mà ta đưa quân vô ta đánh đó để ta thì giải phóng miền Nam á, chống Mỹ cứu nước là giải phóng miền Nam á, thì như vậy là coi như chúng ta là xâm lược miền Nam. Xâm lược miền Nam. Và lại hơn nữa là có chỗ này nữa, có cái chỗ là nó đó bây giờ cái ảnh hưởng nhất là cái chỗ là nó lan tỏa ra tới giáo dục, phải ảnh hưởng cho đến đời con cháu của chúng ta. Nó lan tỏa ra tới giáo dục, lan tỏa đâu? Lan tỏa ngay trường đại học. Bởi vì 15 tập sử đó là coi như là nó đưa qua giảng dạy ở các trường đại học. Trước hết là các trường đại học. Rồi các cái trường tiểu học, trung học cơ sở rồi này kia, rồi trung học phổ thông này kia thì nó chưa học. Chứ còn cái trường đại học thì nó đã có học rồi, đưa ra giảng dạy đó. Cho nên thành ra cái thế hệ sau này khi nó tiếp thu được cái nội dung trong cái bộ sử 15 tập của Trần Đức Cường đó, thì mai mốt đây là coi như có khi nó sẽ thắc mắc, nó hỏi lại chúng ta, nó hỏi lại những người đó là kháng chiến của chúng ta, những người cách mạng của chúng ta nè, những người cha anh đi trước, rồi thậm chí nó hỏi lại mấy người lãnh đạo đảng nè, nó cụ thể hơn là vậy. Tại vì vậy là tại sao không chống Mỹ cứu nước, và sao mà coi như chính quyền là Sài Gòn đó là một chính thể, mà coi như là tại sao mấy anh đi đánh đó, thấy không? Thì nó hỏi lại như vậy, thì quay lại thì như vậy là nó không chấp nhận nó giữ cái chế độ này, không chấp nhận nó giữ cái chế độ xã hội chủ nghĩa. Cái này nó lợi hại vô cùng, nó lợi hại vô cùng, cũng y như là cái thằng Jean Colette á, là nó trưởng ban tuyên huấn của Đảng Cộng sản Liên Xô. Và trước khi nó muốn xóa bỏ Đảng Cộng sản Liên Xô, đường lối thì nó muốn xóa bỏ bản chất của Đảng Cộng sản Liên Xô, muốn xóa bỏ Đảng Cộng sản Liên Xô, thì như vậy là nó phải xét lại lịch sử. Thì bây giờ con Việt Nam mình nó đang đi theo con đường đó, nó đang đi con đường đó. Nhưng mà cái sự kiện của Liên Xô thì nó chưa xảy ra ở Việt Nam, bởi vì chưa tới, thấy không? Tức là nó đi theo đúng y con đường của Liên Xô, xét lại của Liên Xô, nhưng mà cái sự kiện của Liên Xô mới chưa xảy ra ở Việt Nam. Bây giờ nếu như chúng ta là coi như là không có lôi cái không có đem cái ý đồ này, cái âm mưu này là phơi bày ra ánh sáng, phơi bày ra cho toàn đảng toàn dân ta biết, để rồi coi như đấu khó là coi như là xóa bỏ cái quan điểm mà xét lịch sử này, thì không sớm muộn nó phải đi đến cái giai đoạn mà sự kiện của Liên Xô nó sẽ xảy ra ở Việt Nam. Dứt khoát điều đó nó phải tới thôi, bởi vì vấn đề chính trị mà không phải mà nó không phải đơn giản được. Rồi theo em anh cho em hỏi một câu nữa như thế này, qua cái sự việc này đó, như vậy là bỏ đi các cái tay mà trong cái ban viết chữ đó chép lại cái lịch sử của Việt Nam đó, thì coi như là cái này đó là nhân dân ta và những người yêu nước chân chính, người ta sẽ xác định được rằng những như anh em của tụi mình đó, thì tụi mình nhận rất là rõ về trong vấn đề này, thì như vậy là cái xác định rằng cuộc đấu tranh để giữ lại cái phiên bản mà theo lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh nói là ngụy quân ngụy quyền, như thế thì đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào này, cái âm mưu này nó
lật lại cái lịch sử mà nó cho nó bẻ cong lịch sử như anh đã giải trình vừa qua, thì chúng ta có thể là chúng ta nhìn thấy nó cái những cái tay mà bẻ cong lịch sử này có thể là nó sẽ xảy ra một âm mưu để là ngửa mặt cho ngoại bang. Như vậy thì anh đi một cái con đường này dựa theo cái nền tảng của Chủ tịch Hồ Chí Minh là như vậy, nhân dân ta có nhìn thấy được cái điều này hay không anh? Theo anh hiện nay. À, em hỏi câu này hay nè. Em hỏi câu này mà nếu mà anh trả lời á, anh em mình thảo luận qua cái câu này á, thì vậy là để cho những người đồng chí đồng đội chúng ta sẽ nghe, và đồng thời có những đồng bào chúng ta họ có xem được cái clip này á, thì họ cũng hiểu được. Bởi vì á, là coi như chấp pháp á, là cái con đường xét lại nó sẽ đi đến cái sự kiện Liên Xô thôi. Nếu chúng ta mất cảnh giác, chúng ta cứ để cho nó đi mãi, nó lấn nước, nó tới mãi thì cái sự kiện Liên Xô dứt khoát nó sẽ có. Sự kiện Liên Xô dứt khoát nó sẽ có. Bởi vì nếu như chúng ta mất cảnh giác là một, hay thứ hai nữa là chúng ta thả trôi. Chúng ta biết mà chúng ta thả trôi, chúng ta không có cách để chúng ta ngăn chặn cái âm mưu xét lại này, thì tất nhiên là cái sự kiện Liên Xô có thể nó xảy ra ở đất nước ta. Bởi vì cái vấn đề mà coi như là nó bây giờ này nó còn là nó mưa dầm thấm lâu, bây giờ nó chỉ mới bỏ cái từ quỷ thôi, rồi giờ là cái hầu thờ Phan Huy Lê là mới khởi động thì hạ bệ anh hùng lực lượng vũ trang Lê Văn Tám. Rồi bây giờ khi Phan Huy Lê chết rồi thì như vậy là những giả di chúc cho một số con nhang nó ở lại đây, rồi nó tiến hành là coi như là nó chép sử, nó sửa sử, nó sửa sử từ chỗ là coi như là đánh cho Nguyễn Cút, đánh cho Nguyễn Nhào. Thì bây giờ này quan điểm của Bác Hồ là như thế, đúng ý như vậy, lịch sử là phải như vậy. Nhưng mà bây giờ nó bỏ cái cụm từ đó đi, nó bị bỏ cái cụm từ là coi như Ngụy đi, Ngụy quân Ngụy quyền đi, thì tất nhiên là nó sẽ củng cố lợi cái chính thể, cái tính chính nghĩa của chính quyền Sài Gòn. Thì nó nói em có nghe không đó, thì như vậy là Nguyễn Minh Hà nói là coi như là rồi là trước đây á là chính phủ ở miền Bắc là chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, ở miền Nam là có chính phủ Việt Nam Cộng Hòa. Thì như vậy là nó hai cái chính phủ mà được quốc tế công nhận nữa, tức là Lê Văn Cương nó nói đó, được quốc tế công nhận nữa. Thế thì như vậy là nó thay đổi cái bản chất, từ cái chỗ cái bản chất tay sai bán nước, bây giờ nó đổi lại cái bản chất là chính thể. Mà bản chất chính thể thì như vậy là cái chính nghĩa của chúng ta là quân đội của nhân dân, quân đội nhân dân Việt Nam, tức là lực lượng vũ trang của chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa tiến hành cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước 21 năm, như vậy là thành vô nghĩa, trở thành lâu vô nghĩa. Ta là một chính quyền là có những hợp lý hợp pháp đàng hoàng, là anh bây giờ là anh đưa quân vô anh đánh là anh chấm được ta, thấy không? Thế thì như vậy là coi như nó chẳng những như vậy mà nó còn đầu độc cho cả một cái thế hệ sau. Nó bây giờ nó lan tỏa tới trường đại học. Nó lan tỏa ở trong mấy cái trường đại học rồi thậm chí những cái tay mà giảng viên, tiến sĩ, phó tiến sĩ, giáo sư, phó giáo sư nó đang giảng dạy các trường đại học, nó cũng có một cái xu hướng đó nữa. Nó cũng có cái xu hướng xét lại lịch sử. Bởi vì nó cũng thấm nhuần cái quan điểm mà coi như là xét lại lịch sử của mấy cái tay này bằng thể hiện thông qua 15 tập sử. Thông qua cái 15 tập sử đó, nhà nước cho phát hành. Nhà nước cho phát hành. Thì tất nhiên bây giờ nó chép sử, nó xét lại ở đâu không biết. Nhưng mà giờ ở các trường đại học được tiếp cận cái 15 tập sử đó. Thì người ta cứ nói rằng người ta nói, mấy ông nói như thế nào thì tôi không biết. Nhưng mà nhà nước cho phát hành. Nếu nó phát hành tới trường chúng tôi đây thì giờ tôi phải giảng dạy, phải lấy nó để tôi nghiên cứu, tôi giảng dạy chứ mấy ông nói sao mà mấy ông không cho tôi dạy, thấy không? Cái đó là do nơi đảng và nhà nước mình phải có một cái chấn chỉnh sao á. Cái này á, coi như là mình muốn nói đến cái chỗ là cái này là ở bên cái lãnh đạo của Bộ Chính trị của đảng, thấy không? Cái này mình nói chứ không phải mình đổ thừa trách nhiệm, mà cái này trách nhiệm này là đúng cho tụi mình, anh em mình đây. Thì giờ nếu trường hợp là thấy người ta giảng dạy vậy rồi ta lấy sách 15 tập sử ra ta đem ta giảng dạy trong trường đại học, vậy là anh em gặp mấy cái giáo sư, mấy cái tiến
tiến sĩ, phó tiến sĩ mới tay tăng dạy. Em có biết nhớ ra nói tôi không biết. Cái này hết cho nhà nước cho phát hành thì tôi dạy rồi. Thấy không? Rồi. Em suy nghĩ là coi. Nhà nước cho phát hành thì tôi có quyền dạy. Khi nào nhà nước cấm phát hành, cái đó không được lưu hành. Để sách đó không được lưu hành thì sách đó tôi không có ngu gì mà tôi lấy tôi dạy cho học sinh. Thì mình ta trả lời vậy thì mình rồi. Rồi bây giờ như thế này, em hỏi anh thêm một câu nữa. Theo như tình hình mà chính trị mà của anh em mình biết từ trước đến nay đó, thì học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, từ cái việc để lại cái di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho đời hậu thế là như của anh em của chúng ta hiện nay đó, như vậy thì tất cả những cái gia sản đó mà để lại về cái tư tưởng, về cái đạo đức, về cái nếp sống, về cái thuần phong mỹ tục, nói chung là tóm lại là tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh mà hiện nay đảng ta là các cấp quỹ đảng người ta kêu gọi rằng học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tại sao những người này đã làm trong một cái ban viết sử này để bỏ đi cái cụm từ ngụy quân ngụy quyền, mà cái cụm từ ngụy quân ngụy quyền này Chủ tịch Hồ Chí Minh đã là dẫn dắt cho cái con người Việt Nam của chúng ta là nhìn ta hiểu rộng và thấy rõ. Như tại sao hiện nay mà trong cái chế độ đất nước yên bình của chúng ta hiện nay mà những cái tay ngồi chỉnh sửa lại lịch sử như thế này, bỏ đi cái từ cụm từ ngụy quân ngụy quyền như trước đây đã nói là dễ nghe, dễ nhìn, dễ chấp nhận, thì cái điều này nó có bị miệt thị hay không, và những người này có bị là sai lệch về cái tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh hay không? Theo anh khẳng định cho quý khán thính giả và anh chị em của chúng ta một câu để cho người ta đã có cái dư luận rằng những người này đã bẻ công lịch sử. Theo anh như nghĩ như thế nào cho con này? Rồi, bây giờ anh em nói, em hỏi câu này là coi em xin nói trước cái này nha. Lẽ ra anh sẽ phân tích một hồi, dẫn chứng một hồi rồi anh mới kết luận. Nhưng mà giờ anh đưa kết luận trước đi. Là quan điểm của những cái tay xét lại lịch sử là không bao giờ mà đi theo cái quan điểm tư tưởng đạo đức của Hồ Chí Minh. Anh nói thẳng đó. Quan điểm anh là anh nói thẳng, anh đưa lên đó một cái quan điểm của anh là mấy tay này, những cái tay mà xét lại lịch sử là không bao giờ họ đi theo đúng. Họ đi theo cái quan điểm tư tưởng của Hồ Chí Minh. Họ còn muốn sửa đổi, họ còn muốn loại cái tư tưởng Hồ Chí Minh ra khỏi cái nhân sinh quan của Đảng Cộng sản Việt Nam nữa nè. Chứ không phải không đâu. Bởi vì người ta đã xét lại rồi thì người ta đâu có theo cái quan điểm tư tưởng Hồ Chí Minh nữa. Thấy không? Dù rằng hiện tại bây giờ họ còn đang mặc cái áo đảng chiến. Nhưng mà cái công ấy là coi là cái tư duy của họ không còn là tư duy cách mạng của Hồ Chí Minh nữa. Nếu mà họ còn một cái tư duy cách mạng của Hồ Chí Minh đó, thì họ không bao giờ họ đưa ra một cái, họ khởi điểm một cái quan điểm xét lại. Mà cụ thể là họ xử sự. Nghe? Thậm chí những cái tay mà Việt Giang bán nước hồi đó lúc từ cái lúc mà coi như chưa có đảng. Nghe? Pháp đã xâm lược Việt Nam đó là những cái năm mà coi như là đầu thế kỷ của 20. Những cái tay mà coi như là Trương Minh Giảng rồi là Trương Vĩnh Ký rồi thì bây giờ là mấy giả xếp là mấy giả đưa vô là có công lập đền thờ hết. Nhưng mà ngày xưa anh em mình đi học đó là coi như những cái tay đó là những cái tay Việt Giang bán nước. Thấy không? Đúng rồi. Rõ ràng thì Việt Giang quan điểm Bác Hồ là Bác Hồ cũng cho đó là mấy tay đó là mấy tay đó làm tay sai cho giặc. Rõ ràng. Nhưng mà giờ mấy tay đó là coi như nó không đi theo quan điểm tư tưởng của Bác Hồ nữa, cho nên ra nó mới quay ngược đó lại 180 độ. Nó đưa mấy cái tay đó vô để nó tôn vinh lên để nó thờ. Nha. Thậm chí cái tên đường nữa. Cái tên đường của ở thành phố Hồ Chí Minh, đường luật sư Thái Văn Lung, liệt sĩ luật sư Thái Văn Lung. Nhưng mà nửa đêm á là coi như nó cho ra, nó gỡ cái bảng ra xuống rồi nó gắn lên Alexander Road. Nghe không? Nó gắn lên cái tên đường Alexander Road. Sáu mươi á đồng bào người ta thấy người ta ngỡ ngàng, ta nói mới ngày qua đây còn tên đường liệt sĩ Thái Văn Lung, bữa nay sao đường đó là Alexander Road.
thành phố Hồ Chí Minh đó, phải không? Mà nó cho thay đổi gắn băng đi. Bởi vì cái thời điểm đó là cái thời điểm mà coi như là dân ấy, là người ta là chú ý dữ lắm, cho nên người ta đâu dám gắn ban ngày. Mấy ban ngày sợ dân người ta phản đối, nhưng mà thế mà thực tế ra nó gắn rồi, ban ngày người ta nhận thấy nhưng mà nó đã gắn rồi, thấy không? Thế cho nên thành ra là chú thấy là đó là một cái âm mưu riêng đó. Còn ở đây tôi muốn nói chỗ này, mai mốt đây cũng như tôi nhớ có lần tôi xem cái phát biểu của anh trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn. Anh nói cái câu nói này mà tôi nghe nó cũng rất là tình cảm. Anh nói á, người ta xét lại lịch sử bằng cách là người ta hủy bỏ công lao của cha anh, những người đi trước, người ta đưa cái phi nghĩa trở thành chính nghĩa, rồi người ta đưa cái chính nghĩa quay trở lại là có thành là tội ác. Thế thì như vậy là thế là như vậy là nó mơ mơ màng màng ma ma phật phật. Khi mà người ta đọc lịch sử, người ta học lịch sử, các em sau này nó học lịch sử nó ma ma phật phật, hoặc là hãy nếu đi sâu thêm chút nữa là như vậy là nó trở thành là kẻ nó hoặc sinh lợi, nó hỏi tội cha anh. Bởi vì mà khi nó hỏi tội cha anh rồi thì nó đâu cần giữ chế độ này nữa, thấy không? Nếu mấy anh mấy bác ngày xưa mấy bác nói là đi kháng chiến chống Mỹ của nước, đánh chống Mỹ của tính chống Mỹ nhau là tội ác của nó, vậy mà giờ coi nó được tôn thờ. Tại sao được tôn thờ? Lập được thờ các nơi thờ nó đó, thấy không? Rồi giờ này là coi như là cho nó là chánh nghĩa, chứ nó đâu phải là phi nghĩa đâu. Nó bán nước sao mấy chú cho nó là chánh nghĩa, nó là một cái chánh quyền thực tế, chánh quyền đang qua. Cái chuyện vậy là nó quay qua nó hở tội lực mình, thì cái chế độ mình đang giữ đây nó không cần giữ, có khi nó biểu mình phải trả chế độ lại cho nó rồi. Nó biểu mình trả lại, thấy không? Thí dụ như vậy, cho nên nó biểu mình, có khi nó hở tội lực mình, nó nói coi mấy chú mấy bác nói vậy chứ còn tôi thực tế không phải vậy. Bây giờ mấy chú yêu cầu mấy chú trả chế độ lại cho cha ông tôi, thấy không? Cha ông tôi hồi đó cũng ở trong Sài Gòn này làm việc, nó cho chính quyền Sài Gòn này. Thì chính quyền Sài Gòn bây giờ nó trở lại thành là một cái thực thể, một cái thực thể thì vậy là nó đâu phải là chính quyền bán nước, thấy không? Thì vậy đó, thì vậy là lịch sử, em thấy rằng những cái tai lịch sử này là rất là nguy hiểm, mà hầu hết những tai lịch sử này đều là những tai nằm trong tổ chức đảng. Nhưng tổ chức đảng có thấp lắm thì cũng phải là đảng viên, còn nếu mà bình thường cũng vẫn là cấp ủy, thấy không? Bình thường vẫn là cấp ủy, có khi nếu bây giờ này là không phải là cấp ủy nhưng cũng là từng kinh qua cấp ủy, thấy không? Từng kinh qua cấp ủy nữa chứ không phải đảng viên thường đâu. Nhưng mà giờ coi như là trong cái lúc mà tự diễn biến rồi tự trở cờ phản bội vậy thì coi như xét lại lịch sử vậy thì đương nhiên nó thể hiện cái phản bội. Cái phản bội này á, là nó ngấm nhầm là nó đang bỏ đi á, là coi như qua tới giáo dục, rồi qua tới á, là coi như là cơ quan truyền thông báo chí, thấy không? Cơ quan truyền thông báo chí nữa, nếu là cái VTV4 rồi VTV1 là coi như hôm nào đây nó mời lên nói chuyện rao giảng chuyện kỳ xuống nước, toàn bộ là mấy cha lịch sử không, Vũ Minh Giang rồi Mạnh Hà rồi kia Trần Đức Cường thì nó mời lên nói chuyện. Chứ còn mấy cái tay mà ví dụ như anh hùng lực lượng vũ trang, mấy tay Trung Kiên, Nguyễn Thanh Tuấn rồi Vũ Chiến Trung thì kia đâu có mở lên. Mấy ổng ấy đâu có mở lên, đâu có mở mấy ổng lên đâu, thấy không? Thì như vậy là nó thể hiện cái gì? Nó thể hiện là cái nhóm lịch sử nó nằm ở đâu. Nhưng mà tôi có lúc đó thì chú cũng có tưởng tượng trong đầu của tôi nói, ủa bây giờ chắc là đông y như nguyên vậy chú, đông y như nguyên vậy đó, thấy không? Chứ sao mà hỏi chú chứ sao mà nó cần toàn bộ lên để rao giảng những điều nước, toàn bộ mấy cha lịch sử, Vũ Minh Giang, rồi Nguyễn Minh Hà, Trần Đức Cường, thấy không? Đúng không? Mấy cái tay mà toàn bộ là chống đối, là có những là diễn biến thực sự, diễn biến hòa bình, diễn biến tư tưởng thật sự, rồi nó mời mấy tay lịch sử không? Chứ còn ví dụ như mấy ông mà tướng mà Trung Kiên ấy, như Vũ Tiến Trung, Nguyễn Thanh Tuấn, ha, rồi Hoàng Kiệm rồi kia đó, rồi không có mau mấy ông, rồi Trần Ngọc Khổ kia đó, không có mau mấy ông lên nói chuyện, lẽ ra mấy ông đó phải được lên nói chuyện, nói về lịch sử, nói cho lịch sử cho thế hệ, cho dân như người ta nghe, cho thế hệ trẻ nó nghe, để coi như là trên cái
cái đài đó là tiếng nói của quốc gia, là một cái cơ quan ngôn luận lớn nhất. Bây giờ anh mời mấy cái tay đó lên, nó đâu giảng cái gì, nói cái gì trong nước, cái lịch sử mà thôi cái gì trong nước, nó xét lên lịch sử, nó nói Phan Thanh Giảng, cái anh Trương Vĩnh Chí là yêu nước. Trời ơi, anh Trương Vĩnh Chí yêu nước gì mà anh chú ngó trên cái ngực, anh em mình ngó trên cái ngực của Trương Vĩnh Chí, những cái bề tay là coi như bắt đầu bộ tích. Và làm cái gì trong pháp giải được cái bắt đầu bộ tích. Nó cũng như thí dụ như giờ coi như là coi cũng như mình đây là anh hùng lực lượng vũ trang, quý vị của anh hùng là được đéo lên thì phải thực chất là anh hùng phải nhờ giả được cái bắt đầu bộ tinh mà chính phủ pháp làm nó tặng chức trương lớn nhất của chính phủ pháp, nó tặng cho giả, giả làm cái gì giả mới được cái bắt đầu bộ tinh đó và nhiều cái mì đai khác nữa, nhiều cái quân vi chưa khác nữa, chứ không phải mà tôi đơn cử là cái mặt tôi ám chỉ cái đó, tôi chỉ cho chú biết là cái bắt đầu bộ tinh thôi. Em biết là anh hùng của nước Pháp, em biết cái bắt đầu bộ tinh đó. Trương Vĩnh Ký là anh hùng của nước Pháp, có công gì với nước Pháp, là có công là đánh bại cái phong trào cộng sản Đinh Công Tráng và chiến lý Ba Đình, ha, diệt được Đinh Công Tráng. Mà Đinh Công Tráng là một nghĩa sĩ, là một giáo chủ, tôi coi như là một tướng sói, là coi như các bạn là trong thời điểm đó là để chống Pháp, cũng lập ra cái chiến lý Ba Đình. Nhưng mà Trương Vĩnh Ký nó tham mưu cho Pháp đánh banh cái chiến lý Ba Đình, được cái bắt đầu bộ tính liền rồi. Như vậy thì bây giờ qua cái sự việc mà cái nhóm lịch sử này hiện nay nó đi tới đâu rồi, nó đi tới là nó tôn vinh những tên Việt Giang bắn trước, từng bước nó tôn vinh thành công nha. Như vậy là coi như nó lập á, là cái bia tưởng niệm 74 thằng quỷ tặc Hoàng Sa là nó được thằng Đặng Ngọc Tùng nó ra nó dựng bia đó, nó khánh thành cái bia đó đó ở trên đảo Lý Sơn. Nó không có dựng ở Hoàng Sa nhưng mà nó dựng ở Lý Sơn, có hiểu không? Nghe? Thì vậy nó khánh thành cái bia đó rồi, đó là một cái thành công. Cái thứ hai nữa là đền thờ Trương Vĩnh Ký. Nghe? Rồi bây giờ nó chơi á, tôi nghe nói ở đâu dưới Bến Tre ở đâu á là như vậy, nó chơi cái chỗ mà đền thờ Tây Sơn á là như vậy, là nó đem thờ Nguyễn Ánh với Tây Sơn ngang nhau. Thấy không? Dương Trung Quốc á. Nghe? Dương Trung Quốc á là coi như nó tự nó tặng cho cái bảo tàng ở dưới đó là một cái tượng đài là của Nguyễn Ánh, ở đây chúng thờ coi như là Tây Sơn cho Nguyễn Ánh nó thờ ngang nhau. Thế thì như vậy là chúng thấy chúng đau đớn nói á, mình nói nghe nó kỳ cục, thực tế ra nếu nói về vấn đề là coi như là quan điểm, nói về vấn đề đạo lý tôi cảm thấy tôi đau dữ. Tôi là một dân tộc Việt Nam, chứ tôi chưa nói tôi cựu chiến binh. Tôi là một người dân công dân Việt Nam yêu nước, mà tôi thấy những cái hiện tượng nó xét lại này, tôi cảm thấy tôi đau lòng dữ lắm, đau lòng dữ lắm. Bởi vậy nên mấy anh nào đó tôi nghe cái tình hình mà xét lại của Liên Xô á, cơ đốc sốt á, mấy anh ấy, mấy chú kể lại cho nghe, nói cơ đốc sốt nó xét lại, nó ra lệnh là tàu hải quân của Liên Xô phải dừng lại cho thằng tàu hải quân của Mỹ nó lên đi xét, nhục tới cỡ vậy đó, nhục tới cỡ vậy. Rồi trong đó có một phó đô đốc của Liên Xô là tự dẫn chết, tự dẫn nữa, bởi vì cái lệnh của nó thằng cơ đốc chết là nó đã xét lại, nó đã bắt tay với Mỹ rồi, nó đã ăn cái củ cà rốt quay lăn tay là nó khoái nó rồi, nên cho nên ra nó mới hạ lệnh cho hải quân Liên Xô phải dừng tàu trở lại, là coi như phải cặp tàu trở lại cho hai quân Mỹ lên tàu nó xét. Chứ suy nghĩ coi, thế thì như vậy nhục không? Mà không thì đương nhiên phải nhục đâu. Mà nhục thì đương nhiên là những người mà người ta chiến sĩ của Liên Xô mà người ta trung thành đó, người ta không nói lên được lời thì người ta tự sát. Người ta tự sát thôi. Rồi đây tôi nghĩ rằng ở bất cứ một quốc gia nào cũng không phải có những người trung thành. Mà những người trung thành cỡ như anh em mình á, thì cỡ lên thì tôi chưa nói gì đâu. Rồi có những người mà người ta hơn anh em mình nữa thì tất nhiên là mình cũng phải có người tự sát. Thấy không?
mỗi là ta phải thể hiện mỗi cái hành vi, mỗi ý chí. Người ta đưa ra một vấn đề gì đó, một nếu một vấn đề gì để người ta đấu tranh thì người ta thấy thuận lợi là người ta đưa. Ví dụ phải cái người ta phải hy sinh cả tánh mạng của người ta để được người ta lấy lợi cho được cái chánh nghĩa. Người ta phải làm, cũng như nói là phó đô đốc Liên Xô mà coi như là của Tàu hay của Liên Xô giả tự sát ấy, là giả cũng phải đưa ra cái sinh mạng của giả để giả lấy lợi cái chánh nghĩa. Nhưng mà sau này Cơ Đốc Xô cũng bị hạ bệ, đó là thành công. Đời Cơ Đốc Xô thì hiện vậy là nó xếp lại không nổi. Rồi tới thằng Giang Cô Lét về thì gốc qua chớp này nó chơi banh luôn. Thấy không? Gốc qua chớp với thằng Giang Cô Lét nó chơi banh luôn. Chứ còn Cơ Đốc Xô thời đó là nó nuốt không nổi. Rồi thôi bây giờ như thế này. Cho nên anh em mình muốn nói chỗ này, nói cái chỗ đó để cho nó, mình không nói thôi cho mà nói thì nó phải có phân tích cụ thể. Thì tôi nghĩ rằng những cái bài này là nó học bao giờ nó đi theo cái tư duy, quan điểm tư tưởng của Hồ Chí Minh. Nếu mà theo quan điểm tư tưởng của Hồ Chí Minh, đạo đức Hồ Chí Minh thì nó đâu có xét lại chi. Nó đem, nó lấy dặn, giờ nó lấy dặn nó thờ. Nó rước dặn gì nó thờ mà hỏi chúng chứ giờ coi như là còn anh em của mình đó, thì như vậy là đồng chí đồng đội mình, những người chính nghĩa của mình đã hy sinh rồi á, hy sinh biết bao nhiêu xương máu. Chú tính coi em nội nước đồng bào miền Trung của mình đó là coi như nó tàn sát không biết bao nhiêu mà nói. Ở trong miền Nam của mình á, nó đi càng vô á, chung chung giải phóng, nhất là các tỉnh ở Tiền Giang nè, ở Đồng Tháp 10 nè, miền Tây nè, ở Bến Tre nè, khi mà nó vô trong vùng giải phóng mình đó là coi như là nó bắt được anh em mình đó, rồi du kích hay thậm chí những người chưa phải là du kích nữa, những người ta sống vô trong vùng giải phóng ta có cố tạo đi lính thôi chứ chưa phải là ta đi bộ đội nữa, nhưng mà nó có nghĩ rằng ta đi diệt cộng, nó bắt được rồi nó ra nó ta tất cả ngồi bắt được rồi nó đem ta phục nước cho chết rồi nó cắt cái đầu về nó lãnh lương, nó lãnh thưởng, nó thấy là như vậy là nó có ác không, thấy không, cái chuyện nó sờ sờ. Rồi cái ngày 10, tôi nhớ không lầm là ngày 17 tháng 2 năm 1968, vụ án Mỹ Lan, Sơn Mỹ. Nghe không? Vụ án Mỹ Lan, Sơn Mỹ, vụ án Sơn Mỹ. Tại là coi như thằng Trung Quý Mỹ là coi là nó đổ bộ vô trong cái làng mình, nó bắt đồng bào mình ra, nó giết 504 người. Giết 504 người. Thế thì như vậy là nó là thành phần nào? Thằng Mỹ nó là cái gì mà cái ông Vũ Minh Giang á, ông cho là Mỹ là lực lượng thứ ba. Như vậy là nó, nếu mà nó là lực lượng thứ ba thì nó đâu có tàn sát, nó đâu có tàn sát dân mình như vậy. Thấy không? Nó là lực lượng thứ ba mà sao nó đem bom nó đại miền Bắc. Thấy không? Lực lượng thứ ba là đồng minh của Nguyễn Văn Thiệu, tức là đồng minh của Việt Nam Cộng Hòa. Thì vậy là nó nếu mà nó đồng minh, nó lực lượng thứ ba nó can thiệp thì đương nhiên là nó đâu có can thiệp gì đâu mà tới đem bơm là rải ở miền Bắc, rồi thậm chí là coi như rải B-52 thì đi nữa tàn sát, coi như biến miền Bắc trở thành là đồ đá, thấy không? Mà thậm chí nó chưa đem bơm nguyên tử nó rải xuống đâu. Thế thì như vậy là coi như là mình phải nói cho rõ, nếu mà nói cái bản chất của nó là mình phải phân tích, mình dẫn chứng cho rõ. Đừng có nơi ở đất mở, đừng có báo kế. Còn ông Lê Văn Cương thì ông mới nói câu vậy nè. Ông mới nói là coi như là trước là năm 75 thì nó có, ở Việt Nam nó có hai cái thực thể chính quyền. Một là chính quyền Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, hai là cái chính quyền Việt Nam Cộng Hòa từ di tiết 17 trở xuống. Ơi, ông là thiếu tướng, ông nói chuyện gì? Học hàm là tiến sĩ mà nói chuyện sinh viên kỳ quá, mà lại ở ngành công an nữa, ở ngành công an nữa. Mà nói chuyện sao nghe nó kỳ thiệt, nghe nó khó, nghe nó khó nghe. Thì vậy là nếu mà trường học là như vậy là coi là nó thực thể là một cái chính quyền là hợp lý hợp pháp, thì đương nhiên là trước đây ông tham gia, ông đi đánh Mỹ làm chi? Thấy không? Ông tham gia, ông đi đánh Mỹ để làm gì? Với một cái nhận thức tư tưởng của ông là thế nào mà ông đi tham gia đánh Mỹ? Thấy không? Nó là một cái thực thể chính quyền, căn bản thực tế nó thực thể chính quyền, nó được
có công nhận đó, theo ông là vậy. Mà vậy là ông kéo quân vô ông đánh nó chịu đúng không? Đúng không? Rồi tôi thấy mấy ông này nói chuyện sao nghe qua thì nó có những cái nó lạ mà tôi nghĩ rằng mấy ông bị ảnh hưởng cái gì thì vậy. Mấy ông còn đang là đảng viên, còn đang là cấp vị là thiếu tướng, có ông là giáo sư, có ông là tiến sĩ, học vị học hàm có đủ, thấy không? Bây giờ các ông là vai trò các ông là đảng viên nữa mà các ông phát biểu nghiêm lão rồi ấy, rồi vậy thôi đâu. Nhưng mà cái truyền thông mấy ông biết nghĩ sao, mấy ông cứ mời mấy cha này lên cái giao giảng để được nước. Ủa tôi nghe nó kỳ quá, tôi nghe kiểu mà coi như lũng lẽ, giờ mấy ông nhổ ra mấy ông liếm lên nè, thấy không? Tôi mà cái gì mà tôi mấy tôi nói không đúng rồi, tôi nói thật chứ tôi không bao giờ tôi xin lỗi liền nè. Tôi nói không đúng là tôi xin lỗi, tôi nói chắc tôi xin lỗi. Còn nếu như trường hợp mà trước khi tôi nói cái gì tôi phải cẩn trọng, bởi vì ông bà ta nói là ăn học nói học gói học mở, thấy không? Nếu như trường hợp các ông, tôi cho là các ông nói chuyện nhầm lẫn gì đấy, nhưng mà hồi chủ tịch cũng dạy chúng ta là học ăn học nói học gói học mở, thành ra mình nói cái gì mình phải cẩn trọng. Ở này tôi thấy mấy ông nói nó thật lòng không chứ đâu có gì đâu mà. Đâu phải mà mấy ông hạn hẹp cái vấn đề ngôn ngữ đâu. Mấy ông nói mà đài mà tiếng nói Việt Nam mà người ta còn mời mấy ông lên nói cho ta nghe nữa mà. Các ông đâu có hạn hẹp vấn đề ngôn ngữ. Tôi nói thật á, nếu mình nói về ngôn ngữ học là coi như là mấy ông là coi như không có ai. Cái này là mấy ông là coi như xét lại là mấy ông phản bội thôi. Nói dùng á, tôi nói là coi như tôi dùng cái từ này, cái cụm từ phản bội là các ông có khi những người ta cho tôi là một bộ vậy đó, nó cực đoan vậy đó. Nhưng mà thực tế ra là tôi chưa giờ dùng cụm từ nào khác hơn. Bây giờ mấy ông xét lại từ chỗ cái thằng giặc, nó rước Mỹ vô, nó làm tay sai cho Mỹ, rước Mỹ vô là coi như dài xéo bắn giết đồng bào, tan nhà nát cửa hết đó. Mấy mươi năm rồi bây giờ tiến hành một cuộc kháng chiến hy sinh cả gần 4 triệu người đồng chí đồng đội, nội nước là nghĩa trang Trường Sơn dài đó, rồi tỉnh nào cũng có nghĩa trang, huyện nào cũng có nghĩa trang. Giờ ta đi ra Việt Nam, ta đi ra cửa ngõ gặp anh hùng, nhưng mà ra cửa ngõ gặp nghĩa trang, thấy không? Anh nói tôi nói nghe phải không? Thực tế ra cửa ngõ gặp người làm nghĩa trang liền. Bây giờ thậm chí nghĩa trang có tới xã luôn. Đúng rồi. Cái xã nào mà cái huyện nào mà hy sinh quá nhiều thì đâu có đủ nghĩa trang huyện, đâu có đủ cho buộc lòng phải lập cái nghĩa trang của xã để chôn nữa. Cho nên ra có khi mình ra tới xã mình gặp anh hùng rồi mình gặp nghĩa trang rồi ra tới cửa ngõ thì gặp anh hùng. Bởi vì cái khó nó dạy cho ta khôn, cái khó nó ló cái khôn. Bởi vì mình bị là coi như địch nó càng quét, nó bắn giết, nó tàn sát quá nhiều khi nó đài ải dân tộc ta khổ quá thì nó mới ló ra những con người yêu nước vĩ đại. Nếu mà nó ló ra những con người yêu nước vĩ đại có đầy đủ ý khí anh hùng thì đương nhiên là mới có nhiều anh hùng, thấy không? Nó mới có nhiều anh hùng. Cho nên ra ông Nguyễn không phải ông nói cái chuyện này ta ra không, thấy không? Chúng nói nghe, chúng nghe có lý không? Cho nên thành ra quá trình đó chúng ta dân tộc ta hy sinh cỡ vậy mà bây giờ này nó xét lại, những người họ xét lại lịch sử họ không nghĩ gì đó, họ không nghĩ tới công lao xương máu cha anh ta đã đổ xuống để mình giành lại cái độc lập tự do này, thấy không? Tôi nói ví dụ như giờ cha Đặng Công Tùng ấy, chủ tịch tổng công đoàn Việt Nam đó, giờ ra ở ngoài Lý Sơn dựng dựng cái bia tưởng niệm 74 thằng Nguyễn Đặt đó, nghe không? 74 thằng Nguyễn Đặt đó. Tôi nói thật với chú, tôi là một thanh niên miền Nam, anh em mình thợ đó là thanh niên miền Nam nhưng mà chú nhỏ tuổi cho tôi. Tôi ấy là coi như là dính ở trong cái khoảng chống Mỹ của nước. Tôi nói thật với chú nghe, 74 thằng đó hồi đó nó bắn mấy cái đoàn tàu không số của ta là chết biết bao nhiêu anh đó, mà coi như bỏ xác dưới biển. Rồi bây giờ này á là coi như là đi ra ngoài đó dựng bia để tưởng niệm đó, những bia tưởng niệm đó. Mà thậm chí vậy thôi đâu, còn mà khi đưa cái bia lên rồi á lấy cái tay còn vú từng tên đó nữa, còn vú cái danh sách đó nữa, vú cái bia đó nữa, tại sao? Trời ơi, nó bắn cha anh mình, nó bắn anh em mình chết,
bỏ sát dưới biển. Tức là khi nó bắn chìm tàu rồi đó, thì anh em mình đó là trâu nổi linh binh lên trên trên biển, hướng pháo. Hướng pháo là coi như trâu nổi trên biển cũng đỡ đó, coi như là bà con cô bác mình mà người ta đi chài lưới đánh cá gì đó là gặp may là người ta tàu khác người ta vớt lên ta cứu. Ai ngờ đâu không có, nó bao giây là nó bắt lốt anh em mình lên tàu, nó khai thác xong đường hoàng, nó bắn nó đạp xuống biển luôn, thấy không? Bây giờ còn cả trăm hài cốt không tìm được để lập mộ. Thế thì như vậy là thằng nào bắn, thằng nào bắn những đồng chí anh em mình á, giờ còn cả trăm hài cốt nằm dưới đáy biển, bây giờ ra lập bia để tưởng nhớ nó. Sao không tưởng nhớ tới cái 100 là hàng trăm anh em mình còn nằm dưới đáy biển, mình có tưởng nhớ tới không? Thấy không? Ủa ác thiệt chứ. Bởi vậy nên nói một cách nào đó, tôi dùng cái từ ác cho mấy giả là đúng. Ác. Mấy anh ác lắm. Rồi, thôi giờ về. Ác chỗ nào tôi dùng cái từ ác này là trừ nguyên nhân sao tôi mới dùng cái từ ác. Là tại vì người ta đã hy sinh xương máu cho các anh. Hôm nay các anh còn sống lại đây, các anh đi hưởng cái độc lập tự do này, rồi các anh lại phủi bỏ công ơn của những người đó hết. Các anh lấy giặc làm các anh tôn vinh. Các anh tôn vinh giặc, còn những anh em này là anh cho là coi mấy anh này coi như cái này là phi nghĩa. À không? Từ cái chỗ chánh nghĩa thành phi nghĩa mấy ông ác không? Mà nếu tôi nói ác mấy ông cãi tôi nói nữa, còn không cãi thì coi như là thôi tôi nói tới đây là thôi tôi nói qua chuyện khác. Ta giờ vậy. Bây giờ vậy nói tóm lại là cái quá trình mà bỏ đi cái cụm từ quyền quân quy quyền đối với cái những cái tay mà hiện nay đó, mà nói là những cái tay mà muốn chép lại lịch sử hiện nay đó, và như cái ông Nguyễn Ngọc Tùng gì mà anh nói đó, thì mấy ông chỉ có nghĩ rằng cái sự mà bình yên này trên cái xã hội chúng ta, theo em á, dựa trên cái tinh thần mà phân tích của anh á, thì dựa trên cái những cái chuyện mà cuộc chiến tranh chống đế quốc xâm lược trên đất nước ta đã qua đó, thì nói tóm lại là ngày hôm nay được cái sự bình yên này là từ ở trên trời rơi xuống đối với những người đã và đang bỏ đi cái cụm từ quân quyền và xét lại lịch sử trong thời điểm này. Như vậy là thì những người này cứ nghĩ là cái sự bình yên này từ ở trên trời rơi xuống. Như vậy thì theo cái quan điểm cá nhân của em đó nha. Như vậy thì nhìn lại một khía cạnh nào đó của cái những người mà liệt sĩ hy sinh vì cái độc lập tự do, thì như vậy là chỉ có anh em mình chỉ có nghĩ thôi, chứ còn những tay mà chép lại lịch sử bỏ đi cụm từ ngụy quân ngụy quyền dễ nghe dễ nhìn, thì những cái tay này không có biết gì về trong cuộc chiến hoặc là được một cái vấn đề gì đó. Mà bên cạnh đó thì người ta nói là trong cái không gian này, người ta nói là thời điểm hiện nay tự chuyển biến, tự chuyển quá, là có phải mấy thằng cha này, mình kết thúc cái vấn đề này nha anh trả lời một câu nữa là kết thúc vấn đề này. Nếu như người ta nói những người đã và đang thực hiện bỏ đi cái cụm từ ngụy quân ngụy quyền này rửa mặt cho ngoại bang, là có phải tư tưởng tự chuyển quá, tự diễn biến không anh? Anh cho em thêm một câu nữa. Cái nó bỏ cái cụm từ ngụy quân ngụy quyền này đây là coi như là cái ý đồ mà nó bỏ là coi như mình đã biết rồi, anh em mình đã phân tích rồi phải không? Rồi. Tức là từ cái chỗ nó chính nghĩa, cái tính chính nghĩa của lực lượng cách mạng, của cách mạng mình, thì nó sẽ chuyển đổi qua, nó trở thành là phi nghĩa rồi á. Cái bọn tay sai bán nước á, là nó mất đi cái, nó không có chính thể, bây giờ nó quay trở lại, nó được cái chính thể, nó được chính thể, thấy không? Tại vì như vậy là nó thay đổi cái bản chất của cuộc kháng chiến chống Mỹ, nó thay đổi nguyên cái bản chất, nó thay đổi cái tên gọi, thì tất nhiên là nó phải thay đổi bản chất. Chứ giờ nếu mà trường hợp đó nó đổi tên gọi mà nó không thay đổi bản chất thì đâu có được, thấy không? Thì cái tính chính nghĩa nó không còn nữa, tính chính nghĩa nó không còn nữa, thì cái chủ thể này, tức là cái chủ thể xã hội chủ nghĩa này đây á, là mình giữ được bao lâu?
thì vậy là cao lắm là cái đời mình, còn đời cháu con mình đó nó sẽ hỏi tội mình, và đồng thời á nó biểu mình phải trao trả cái chính quyền này, cái chế độ này lại cho nó, cái chính quyền lại cho nó, nó không thích cái chế độ này nữa. Vậy là sao? Vậy là chú nếu như chú thì sau này con cháu mình á nó học cái lịch sử đó, nó biết được, nó tiếp thu cái lịch sử đó, là nó sẽ phát triển cái tư duy của nó theo chiều hướng đó, chiều hướng của cái bộ lịch sử này, của mấy tay lịch sử này á, thì như vậy là mai mốt đây nó hỏi tội lại chúng ta, thì nó hỏi tội chúng ta thì chúng ta sẽ trả lời với nó như thế nào? Chúng ta trả lời nó không phải vậy, không phải vậy, tại sao lịch sử mấy bác mấy chú cho tôi học nè, cái này mấy bác viết lịch sử ra cho tôi học nè, mấy chú mấy bác cho tôi học đây, thì bây giờ tôi học sao bây giờ là tôi phải làm như vậy, tôi phải hiểu như vậy, tôi phải làm như vậy, nói vậy thôi. Nhưng mà giờ mình nói với nó, mình nói không phải vậy, mình nói với nó do nơi á mấy cha xét lại lịch sử chiếc, nó cho mấy cha xét lại lịch sử chiếc, sao mấy chú không lâu khổ mới học ra, mấy ông mà đưa ra công lý rồi mấy chú xử công khai để xử tội mấy ông đi, rồi thâu xóa bỏ cái này đừng cho tôi học, rồi sao mấy chú không làm vậy rồi bây giờ đó.